trong đêm. Nhìn xung quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩ, và không ai muốn chia sớt những gì tôi đang mơ. Dường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biết. Muốn khóc nhưng cứ phải gừng cười, tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi. Càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu nhau như những ngày đầu tiên yên vui ấy? Cứ ngỡ ta đã yêu được nhau. Vì sao không yêu nhau như những ngày đầu tiên yên vui ấy? Cứ ngỡ ta đã yêu được. Mở cửa. Dậy đi. Mở cửa nè. Dậy đi, lẹ lên. Ai dậy? Trời ơi ông già, bây giờ biết mấy giờ không mà tới? Tôi nè. Giao hàng giùm đi. Tàu mới về có bờ mới đúng không? Giao giùm đi, cảm ơn em. Không có được, tôi nói không có được mà. Tôi biết hết rồi nghe. Không. Chú thức từ 2 giờ sáng đúng không? Mới giao mấy container lớn đúng không? Rồi bây giờ là tôi có mấy cái thùng bơ rồi, chê nhỏ là ít quá rồi. Họ không làm không giao phải không? Thôi được rồi. Tôi sẽ đi gặp sếp của chú. Tôi hỏi cho đàng hoàng cho ra lẽ nghe không? Không có bơ là tôi không có đi đâu hết. Thôi được rồi, đợi chút đi. Rồi. Nè ông già. Để đây xuống. Rồi. Rồi, bỏ đây. Sáu thùng đủ loại đúng không? Đúng rồi, còn hai thùng nữa. Đó, hai thùng cho đó. Đó, nằm đó. Đúng rồi. Được không? Từ. Đây. Rồi, từ, bỏ xuống. Xong rồi đó. Trời đất ơi, đúng là hàng hảo hạng, thơm số dách luôn á. Mà ông, dạ, mai mốt đi á, kêu mấy thằng trẻ nó đi. Ông đi, có ngày á. Xin lỗi nghe, đừng coi thường thằng già này ha. Bằng mấy sức trẻ lận á. Thôi cảm ơn nhiều nghe. Rồi. Rồi, cảm ơn rồi. cảm ơn nhiều. Mình không cần gì hết. Mình chỉ cần được ở với mẹ thôi. Mẹ ơi, con sắp tới với mẹ rồi. Đây hả? Lớn quá vậy. Ủa sao hôm bữa ông nói nó có 12 tuổi thôi mà. Ủa chú ơi, mẹ của con đâu rồi chú? Người này đâu phải là mẹ của con. Nè, con đừng có gấp. Từ từ rồi cũng gặp mẹ của con hả? Ha? Qua đây. Nè, lớn lắm, khó làm giấy tờ, bớt đi. Bớt sao được mà bớt. Ủa chú ơi, mẹ của con đâu rồi? Chờ chú chút nghe. Qua đây. Mà nè, tôi nghe bà nói. Bà nói bớt là sao? Nhưng mà nó lớn quá. Thôi được rồi, tôi bớt cho 1 triệu đó. Lẹ đi. Nè.
Đi à. Nè, chút nữa hai người này sẽ đưa con đi gặp mẹ. Chú về trước nha. Chú, bắt nó lại. Chú, lên xe lại. Thả tôi ra. Tao biết mẹ mày lại. Em có mẹ. Chú ơi. Lên. Lên. Mày, thả tôi ra. Thả tôi ra. Mày cứng đầu hả? Thả tôi ra. Lên lên lên. Thả tôi ra. Quá. Kêu nó vô trả tiền lại đi. Ra kêu nó vô đây. Mày coi đi nha. Thả ra. Buông ra coi. Buông ra. Vô đây đây. Hàng của mấy người rắc rối quá à. Trả tiền lại đây. Thả tôi ra. Trả tiền đây. Chú đưa con về. Đi gặp mẹ con nha chú. Mày muốn chết không? Cho con gặp mẹ con đi chú. Con năn nỉ chú á. Tao sẽ cho mày biết. Mày mà còn cứng đầu, tao xử mày luôn đó, mày biết chưa? Không có chuyện đưa mày đi gặp má của mày đâu. Chú, vậy chú cho con gì gặp chú Tài đi chú. Mày có hai sự lựa chọn. Một là đi theo hai người này. Hai là chết. Chú ơi, chú cho con về gặp chú Tài đi chú. Chú Tài đã hứa với con rồi. Dạ chú. Bắt ông tôi dọn dẹp cho mấy người hả? Bà lao ông sụp, công an bắt bà trước bà vợ. Đi.
Không sao đâu, nó chạy hướng khác rồi con à. Con bị sao vậy? Con có bị đau ở đâu không? Có bị thương không con? Sao con lại khóc? Con sợ quá phải không con? Không phải. Bây giờ con mới đi tìm mẹ của con ở đâu đây? Mẹ đang ở đâu? Con ăn đi. Thường thường á, khóc xong rồi á, là đói bụng lắm á. Dạ con cảm ơn ông. Nhưng mà con ăn rồi thì ông ăn cái gì? Con ăn đi, đừng có nói nhiều. Dạ con cảm ơn ông. Là thợ làm bánh ở đây phải không ông? Sao con biết? Vậy là bánh này là ông làm luôn phải không ông? Nhưng tại sao con biết? Dạ con ngửi mùi á ông. Con nói sao? Con chỉ cần ngửi mùi là con biết hả? Dạ con ngửi mùi tốt lắm á ông. Mùi của ông với chú giống nhau lắm. Ông ơi, mấy cái thùng kia là gì vậy ông? Có phải là bơ không ông? Con ngửi thấy mùi đó luôn hả? Dạ, nó nồng lắm mà ông. Đồ ở trong thùng đó, người ta đóng chặt tới 2-3 lớp lận. Người bình thường không có thể nào biết được. Con nói với ông rồi mà, mũi của con thính lắm á. Có vẻ thính thiệt. Ông ơi, cháu ông là thợ làm bánh nổi tiếng ở đây đúng không ông? Bánh ông làm ngon quá à. Thiệt không? Cảm ơn con nghe. Ông ơi, con phải đi rồi. Hả? Đi đâu giờ này? Dạ, con phải đi kiếm mẹ của con. Một mình con đi kiếm sao? Bằng cách nào? Dạ, con phải tìm cho ra được người đàn ông có cái hình xăm trong trống trên tay á. Con phải kiếm cho ra người đó trước. Nhưng mà con chỉ là một đứa nhỏ thì làm sao được? Đó là mẹ của con mà. Con là con trai thì phải nhất quyết tìm cho ra mẹ của con mới được. Con mà không làm được thì ai làm được hả ông? Mấy người mà hứa với con á toàn là nuốt lời không à. Con cảm ơn ông đã cứu con, còn cho con ăn bánh nữa. Bánh ông làm ngon lắm luôn á. Được rồi, cảm ơn hoài. Ông ơi, cho con hỏi cái này được không ông? Chuyện gì? Mẹ con nói á, ở trên thế gian này, ở hiền thì sẽ gặp lành, người tốt nhất định sẽ thắng. Có thiệt là như vậy không ông? Ông sống lâu hơn mẹ của con mà, nên là ông biết đúng không ông? Thật sự trên đời này người tốt sẽ thắng đúng không ông? Vậy con muốn sao? Dạ
Con cũng muốn giống như vậy, nhưng mà con thấy người tốt tại không có gặp mai không à. Nhưng mà mẹ con đã nói như vậy rồi thì chắc là không có sai đâu. Đúng là như vậy đó. Chỉ cần con tin tưởng và con mong muốn thì nó sẽ đúng là như vậy đó con. Dạ, con cảm ơn ông. Mà khoan khoan, con à, tên của con là gì vậy? Dạ, tên con là Phạm Hữu Nguyện. Phạm Hữu Nguyện. Dạ, nguyện là làm tất cả mọi việc bằng hết sức của mình. Nguyện làm tất cả mọi việc bằng hết sức của mình. Dạ. Vậy con có ước nguyện nữa con sẽ làm nghề gì không? Dạ, cái đó thì con chưa có biết. Nhưng mà việc đầu tiên là con phải tìm được mẹ con trước cái đã. Ông muốn giữ con ở lại cũng không có được. Thôi thì ông chúc con sớm gặp lại mẹ con nghe. Dạ, con cảm ơn ông. Thưa ông con đi. Sao con dậy sớm vậy hả? Tối qua thức khuya lắm mà. Con đi đâu đây? Con cũng muốn học làm bánh. Con nói cái gì? Con muốn học làm bánh. Giờ con phải đi tìm mẹ ở đâu? Mẹ dặn nè, lớn rồi con không được đá dầm nữa nghe chưa? Dạ con biết rồi. Là đàn ông mình phải thật mạnh mẽ, cho dù con có gặp bất cứ chuyện gì cũng không được sợ. Sợ nó chỉ là một cảm giác thôi, nó không có thật, con hiểu không? Dạ con biết rồi. Con phải thật sự mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được cho mẹ. Mẹ, mẹ ơi. Đồ ăn hại, có bộ thằng nhóc mà cũng kiếm không ra. Trời ơi, cũng tìm suốt đêm rồi chứ bộ. Từ từ cũng tìm ra nó thôi. Nó trốn lẩn quẩn đâu đây nè. Tới đâu rồi? Kìa, nó kìa, chỉ nó. Chỉ theo. Nhanh lên. Đưa lại mày. Nhanh lên. Mày. Nó quay đi kìa. Lại chưa?
bị nhỏ. Lại mày, lại sao anh Huy bắt nó lại lên đuổi theo nó. Nhanh lên mày, còn bị nhỏ mày đứng lại hả? Trời ơi Cụ, có sao không Cụ? Chết tôi rồi, mày chạy xe kiểu gì vậy mày? Ê à, cháu dí theo cô không xong, bây giờ nó mất tiêu luôn rồi kìa. Tại cái thằng quỷ xe đạp kìa. Tại cái gì? Tiêu rồi. Chị chắc đi tìm. Mày đi. Nhanh lên. Giữ gì nhóc? Dạ, con xin lỗi. Trên cổ tay của người đàn ông đã bắt mẹ nguyện có hình xăm chong chóng. Chú ơi, chờ con dây. Chú ơi, chú ơi, chú ơi. Ê, thằng chú đi đứng như gì vậy, muốn chết hả? Xin lỗi chú. Chú ơi đợi con. Chú ơi đợi con với chú ơi. Chú ơi, chú ơi, chú ơi, chờ con với. Chú ơi dừng xe. Chú ơi bắt tay, bắt tay, dừng xe. Xe lại, có thằng nhỏ chạy theo xe chú kìa ơi. Dừng lại đi. Bắt tay dừng lại, lẹ đi. Trời, tội nghiệp nó quá kìa. Rồi trời, nó té rồi kìa. Lẹ lẹ con. Gì vậy gì vậy con? Kiếm gì vậy con? Hả? Gì vậy? Ê ê ê! Trời đất ơi! Trời 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 ơi! Chắc chừng 20 kg hả? Cái gì có 20 kg vậy? Ngày làm 20 kg cặp đất mà ăn hả trời? Chưa nhiều, lúc này người ta ai cũng bán ấy hết chứ đâu phải mình đâu. Có bún chưa thím Ba Thanh ơi? À dạ có, dạ có rồi chị Tư. Chờ chút xíu ông nhà tôi đem cho chị liền. Để nha đi. Ông đem ra ngoài giùm tôi một cái. Ừ nè, rồi ông đem qua bển đi. Tỉnh rồi hả con? Ở đây là đâu? Sao có mùi gì chua chua vậy gì? Con tỉnh rồi hả? À, đây là sưởng bún của nhà gì?
À, bây giờ á, con hãy ở lại đây ít hôm để tình dưỡng cho nó khỏe nghe. Sao con lại phải ở đây? Con đang đi tìm mẹ của con mà. Dì ơi, dì có thấy người đàn ông mặc áo màu đen, đội nón đen, trên tay có cái hình xăm, cái hình trong chóng ở trên tay, đi lên xe không dì? Áo đen. À, nhớ rồi, cái người đó là ông tài xế. Cái lúc mà lên xe, ổng có đổi áo. Vậy hả dì? À, con phải đi tìm ông đó rồi. À, nè nè nè, con cẩn thận. Con, từ từ nè, rồi biết người ta ở đâu mà tìm hả con? Mà con tìm ông chi? Dì ơi, ông đó là người xấu, ông bắt cóc mẹ con nói gì. Nè, nghe dì nói nè, hiện tại bây giờ á, con hãy ở lại đây với dì Thanh đi. Chừng nào con khỏe hẳn lại, vết thương con nó lành lại, rồi con hãy đi tìm mẹ con. Dì hứa, dì sẽ đi tìm mẹ phụ con. Yên tâm nha, ha. Trời ơi là trời, bây giờ bà có vô làm hay không? Hay là bà ở đó mà dỗ con nít? Trời đất ơi, thì bây giờ tôi đi đây nè. Làm không lo làm, suốt ngày nói chuyện tào lao không hả? Ủa ông mắc cười, tôi làm chuyện gì tào lao? Chứ không phải hả? Sao không tào lao? Tự nhiên bà đem thằng nhỏ là quắc về đây, bà nuôi, lại thêm một miếng ăn nữa. Ủa chắc bà rảnh quá ha. Bà nè, tôi đang làm chuyện tích đức á, để cho sau này mình có con đó nha. Tôi nói ông nghe nè, tôi đang ngồi trên xe đò đi về á, thấy nó chạy theo xe đằng sau á, mồ hôi nó ướt nhẹp hà, rồi cái chân nó bị thương nữa. Tụi bắt cóc đang dí theo nó nữa. Tôi hỏi ông, thấy cái cảnh đó ai mà không động lòng thương, đúng không? Bà thương hả? Bà động lòng quá hả? Bà động lòng rồi bà ôm cái cục nợ gì đây? Bây giờ không có nói nhiều, nếu nó muốn ở đây thì nó phải làm việc với tôi, với bà thì mới được ăn được ở. Ông à, mình làm phước đi, biết đâu sau này á, ơn trời sẽ phù hộ cho vợ chồng nhà mình có mụn con thì sao, đúng không ông? Mắc cười với bà quá. Tôi với bà lấy nhau mấy chục năm rồi, có bao giờ bà ối mửa cho tôi vui không? Ở đâu mà thằng này tự nhiên nó về có con. Mắc cười quá, chắc nó là thánh quá. Nè, tôi mệt ông rồi nha. Tôi cũng chạy chỗ này chỗ kia để mong kiếm tìm một đứa con vậy, chứ đâu phải tôi ngồi không đâu. Tại cái tính ích kỷ của ông đó. Cái gì? Mà con nó không tới với ông đó, nó sợ ông quá mà. Tôi còn sợ, huống chi là con. Bà, có thừa không hả? À, bà, bà này. Nó đã chạy thoát có phải không? Dạ. Mẹ kiếp, có một thằng nhóc con mà cũng không xong. Kể từ mai nghỉ việc đi. Nè, dì có làm thêm trứng ốp la cho con á. Dạ, con cảm ơn dì. À, ủa mà quên, con tên gì vậy? Dạ, con tên là Hữu Nguyện. Hữu Nguyện hả? Dạ. À, tên hay vậy? À, ăn đi. Sao vậy con? Bộ không ngon hả? Sao vậy con? Dì không phải. Sao? Dì nấu ngon, giống như mẹ của con vậy á. Ngon á thì phải ăn thiệt nhiều vô, cho bổ, cho khỏe, cho mau hết bệnh nha. Ăn đi con. Dạ. À con, cho dì hỏi, sao cái đám người đó định bắt con vậy? Dạ, con cũng không biết nữa. Con chỉ biết là mấy người đó muốn bắt con đem đi bán, cho nên con cố gắng chạy thiệt nhanh để thoát.
Cô Thanh ơi. Dạ. Ra lấy gạo nè. Dạ rồi, chờ một chút. Thôi, thôi, bà ở đó đi. Nguyễn. Dạ. Ra ngoài coi cân ba cái gạo kìa. Nhớ, cân cho đủ chứ đếm đủ số nghe. Dạ, dạ. Đi đi con. Vô. Hai ba. Lên. Mày làm gì vậy mày? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy Nguyễn? Dép bao gạo đi vô. Đi. Có nhiều đó làm cũng không xong nữa. Anh Duy ơi, anh cho tôi hỏi cái. Chuyện gì nữa? Hình như mấy bao gạo này á, nó bị móc hay sào á. Gì? Mày nói tào lao gì vậy mày? Gạo tao giao bao giờ tao giao gạo móc hả mày? Tao làm ăn biết bao nhiêu năm rồi. Thiệt mà, em ngửi mùi nãy giờ nghe là biết rồi. Mấy bao gạo này bị móc á. Thôi mày, tao không có rảnh nói chuyện với mấy thằng con nít như mày hả? Vậy em vô kêu dì Thanh ra nói chuyện với anh nha. Trời ơi cái gì nữa đây? Chú ba, thằng nhóc này là ai vậy chú ba? Nó biết cái gì mà nó dám nói là tôi giao gạo bóc hả chú ba? Thôi được rồi, để đó chú xử lý cho. Nè, cái thằng quỷ nhỏ này biết cái gì mà nó gạo bóc. Mày đi vô mày làm bún cho tao đi. Đi. Nhưng mà rõ ràng là có mùi móc ở trong đó mà. Chú tin con đi chú. Tao đã nói với mày rồi, cái chuyện này để tao lo. Đi vô. Đi. Hả? Đáp mày cái chết bây giờ. Gì? Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu. Thôi thôi, bà làm tiếp đi. Không có chuyện gì là sao? Ủa, cô lại kêu tôi ra đây có chuyện gì không vậy? Em có một ít gạo để trong kho, bán rẻ cho anh ba về làm bún nha. Trời ơi, gạo ở trong kho, gạo cũ hết rồi. Không có cũ. Trời ơi, mấy hôm trước ông Tám nó chở gạo đi về. Ai về chạy ghe máy làm sao nước văng lên gạo ướt hết trơn hả? Mà anh biết rồi đó, nhà em neo đơn mà. Đâu có ai phơi đâu, nên em để trong kho luôn. Anh ba lấy về đi, ngâm làm bún. Em lấy giá rẻ rề hả? Trời, gạo đã ướt rồi thì nấu đâu có được. Nó đã mốc rồi. Suối tôi đem về làm bún cho ba chửi tôi, không có được đâu. Em nói không có mốc, em bảo đảm. Bán như cho vậy đó. Anh ba mua gạo đợt này dư tiền đút túi riêng. Và anh đừng cho bà biết anh lấy tiền đó đi nhậu hay là đi đâu đó với em nha. Phải hôn đó. Vậy đi. Nguyễn. Dạ. Để gì rửa, vô ăn cơm đi. Dạ thôi được rồi. Con làm được mà. Được rồi, thôi ba cái chuyện rửa lu này á là để cho dì làm, còn con á, con trai đàn ông á là làm chuyện khác. Đi vô. Dạ. Dì ơi, sao nó cũng còn mùi chua vậy dì? Thì mình làm thủ công mà con, nó phải giữ được cái mùi chứ. Chủ yếu làm bún á là do gạo, mình lựa gạo ngon á thì bún nó mới ngon. Dì ơi. Hử? Hồi sáng á có con... chuyện gì? Làm gì ấp úng vậy? Dạ. Hả? Lúc nãy con đi khiêng gạo. Con ngửi được mùi móc á gì? Mùi móc hả? Dạ. Sao con ngửi được mùi móc? Dạ, con cũng ngửi được nhiều mùi khác nhau nữa. Nhưng mà con ngửi được mùi móc thiệt á gì? Thiệt vậy không con?
Dạ. Trời đất ơi, vậy đâu có được. Vô đây với gì? Con lấy cây xăm giùm cho gì. Dạ. Thiệt tình luôn á. Dạ, này gì? Xanh như vậy luôn này nè. Sao con không chịu nói cái gì? Dạ, tại chú ba không cho con nói á. Ui. Coi đi. Gì vậy? Gà mốc chứ gì. Ông nghĩ sao á, nó mốc cời như vậy á, mà ông nhận gì được hay ghê á. Bây giờ tôi không biết nha, từ đây cho tới chiều ông phải đổi lại cái số gạo này cho tôi. Để chiều tôi có, tôi ngâm gạo, rồi sáng mai tôi làm bún nữa. Cái thằng quỷ nhỏ này. Nói gì vậy? Ờ, tôi có nói gì đâu. Ờ, tôi nói cái thằng đó đó. Thằng đó là thằng nào? Thì cái thằng không cha không mẹ, thứ trôi sông lạc chợ, tự nhiên ở đâu đến phá đám không à. Nè nha, ông ăn nói cẩn thận nha. Cũng nhờ thằng Nguyện á, nó phát hiện sớm số gạo mốc này. Chứ nếu không á, lỡ chịu phát hiện đi, rồi gạo đâu ngâm, lấy gì làm bún sáng mai. Nói năng vậy. Dạ. Con phải là cái đứa không cha không mẹ. Con có mẹ đàng hoàng. Mẹ con tên là Dung. Mẹ con là một người tốt. Chú ông đừng quỳ xúc phạm tới mẹ của con. Chú ông được phép nói mẹ con như vậy. Trời trời, thằng này ở đâu? Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn. Xuất hiện như ma vậy trời. Tao, tao có nói gì mẹ mày đâu. Ủa chú ba. Trời đất. Một mình chú vác bao gạo qua đây luôn hả chú ba? Trời, chứ không lẽ ai vác. Wow, chú cha. Thấy lớn tuổi vậy mà cơ bắp còn ngon lạnh ha. Bắp đi. Ui trời. Đó, cái tay này nữa nè. Ui, còn ngon lắm à. Thôi, mới giỡn nữa. Đi giao hàng nè. Ủa. Trời ơi. Lại đó hả lại. Trời ơi. Trưa nắng chang chang mà tưởng đâu mặt trời giáng thế chứ. Trời, đi đâu mà đẹp dữ thần ôn vậy trời. Tám, qua nhà ông Sáu Quyết thu tiền giùm lại nghe. Hôm qua ông còn thiếu lại em 500 ngàn á. Ủa anh ba, qua đây có gì không? Lại, cho tôi trả lại mấy bao gạo nha. Anh có đọc được chữ không anh ba? Thôi, lại, anh là khách mối của em mà. Gạo bị vàng móc hết trơn rồi, bà la dữ quá. Mối lái gì cũng vậy hết á. Lại bán gạo ở đây rất là nguyên tắc. Lại, bây giờ lại đổi lại cho anh đi. Anh chỉ, anh lấy lại phân nửa tiền thôi ha. Chứ bây giờ, cái lấy cái đống gạo móc này về á. Trời ơi, tôi với bà gây lộn chắc cháy nhà quá đó Lại ơi. Thôi được rồi, nhưng mà lần này thôi nghe. Người gì mà sợ dở hơn sợ cọp nữa. Chà, không phải anh sợ đâu. Tại vì anh ghét bà, cái tật bà hay lèm bèm. Bà đâu có được như Lại. Lại nói ở đâu, dứt khoát ở đó hả? Anh chịu Lại ở nha. Thiệt là mất công hết sức à. Khi giao tôi đã nói trước rồi, bây giờ xin đổi xin trả là làm sao? Chịu thêm cuốc ba gác cho 8 á nghe. Trời. Ờ. Thì chịu vậy chứ sao? Trời, mất tôn chầu nhậu. Mày la cái gì dữ vậy hả? Mày lấy tiền gạo mà mày la lớn dữ vậy hả? La lên cho cả xóm người ta nghe luôn à. Con sợ chú không nghe mà. Không nghe cái gì?
mai mốt qua lấy, mày chỉ cần làm ơn nhắn cho tao một tin nhắn thôi biết không? Mày qua mày đứng trước cửa mày ho mấy cái là tao biết rồi biết không? Dạ. Ho sợ người ta tưởng con ho lao nữa. Lao gì? Mày tào lao không? Nè. Dạ. Ê, em Lai lúc này sao rồi? Em Lai hả? Ờ, em khỏe lắm. Mà hình như hồi nãy mới chửi ông ba một trận á. Vì cái tội mua gạo xong rồi đói đó. Trời ơi, ông quê một cục luôn nha. Cha sợ vợ lắm. Mà coi bộ á, ông ba quan này sợ vợ dữ ha. Ê, cái cha nó sợ vợ lắm. Con đi à. Chứ con đứng đây một hồi con thành bà tám chứ không phải thằng tám nữa đó. Ê, cái này ông bà mình gọi là yếu mà ra gió. Vậy chắc chú mạnh á. Nguyễn, dì xin lỗi, con đừng có buồn ổng. Cái miệng ổng nói vậy thôi, chứ cái bụng ổng tốt lắm. Nghe Nguyễn, ha. Con có thể làm bất cứ chuyện gì, con khổ con cũng không sợ. Con chỉ không muốn người khác xúc phạm tới mẹ của con thôi. Thôi được rồi, dì hứa, kể từ bây giờ á, sẽ không ai được nói gì xúc phạm tới mẹ con nữa. Ha. Nha. Dạ. Con cũng cố gắng sớm tìm ra mẹ của con. Dì tin, dì tin là con sẽ tìm được mẹ con mà. Thôi Quang, đi về làm phụ dì tiếp nhé không? Nha. Dạ. Nha. Mẹ. Một người sẽ đến với tôi vào ngày mưa rơi, đến bất ngờ vào lúc tôi không mong không. Đừng có buồn kiểu đó, mau chết lắm à. Nói nghe nè, ví dụ như mình cua con Lai không được thì thôi đi, thấy không? Bài đặt ta đây anh hùng nghĩa hiệp ra mua gạo mốc gạo ẩm dùng để Lai, rồi về vợ nó quánh vô mặt sợ quá rồi đem trả. Anh chơi mất mặt bồng cua quá à, ba. Chẳng hứa gì, chỉ nắm tay mãi mãi không rời. Một người sẽ luôn bên tôi. Ê, nhỏ, tao thấy mày có bộ không biết so bóp ghê ha. Một ê, chứ vậy là sao? Mang trái tim ừ, ý của tao nói mày á, tay của mày mềm dẻo, quyển chuyển giống như mấy người làm bánh gì đó mà. Cô gái tôi vẫn đang tao nhớ là tao cho mày ăn cơm chứ đâu phải cho mày ăn mắm lú đâu, thì sao mày cũng dữ vậy? Tức là mày qua bên đó mày dò la tin tức mà tìm hiểu thử nó làm cách nào mà sao mối của mình bỏ qua bên đó lấy hết đúng không? Nhưng mà làm gì có ác không chú, người ta đâu có làm như mình đâu. Cần chất cười, tao có biểu mày cướp của giết người gì đâu mà ác. Ý là mày qua bên đó mày xin vô, mày làm rồi mày dò la tin tức đó vậy thôi. Ê Tám. Dạ. Con qua sưởng bún nhà cô á, phụ việc kiếm cho cô nha. Cô trả lương hậu hĩnh cho mày. Ờ, dạ, chắc không được đâu cô ba ơi. Sao vậy? Cô ba biết con mà, con đâu có ăn học gì đâu.